Chào ngày mới tất cả các bạn. Mình xin chúc tất cả các bạn luôn dồi dào sức khỏe. Mình cũng mới qua cái miếng đất của cái chú Cập Ranh qua hồi chiều hôm qua. Thì giờ hiện tại giờ chú ở trong nhà, chú cũng đang đi ra. Ở đây thì sáng ngày thì mình làm sớm được. Hồi chiều hôm qua thì mình cũng bơm mỡ rồi làm cái công tác đổ dầu xong hết rồi. Giờ chỉ đợi chú ra rồi mình tiến hành mình làm cái ngày mới thôi. Chú cũng vừa ra tới. Sáng ngày chưa ăn sáng ở đâu hả chú? Dạ. Dạ sáng ngày con làm sớm chú ơi. Rồi giờ mình làm nào trước? Làm đây thẳng vô đi. Sên ở bờ này hả chú? Giờ mình làm vòng đai trong ruột đâu có làm phải không? Giờ sên vòng đai phải không? Sên trong ruột luôn, sên hai mươi năm ruột luôn đi. Mà bỏ, để được thôi. Vậy chú xuống phà theo con đường ta để nấu tạ chú. Làm đâu chỉ đó chứ đất này giờ không biết sên chỗ nào luôn. Vậy đây ha. Dạ mưa dữ lắm mà giờ chú theo con đi nấu trà chú uống ha. Chú vô chú làm bình trà chú ra. Tại vì chú nói chú uống trà bắc không à. Mình thì uống trà con khỉ nên không có hợp mà rơ. Vậy chú vô rồi. Giờ mình làm cái vòng đai này. Xin cặp cái đường mương này nè, mình đi vòng 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 cứ mình phân theo đại cái hễ cặp vòng đai thì mình làm thôi. Chú nói vậy thì chú làm mình trà chú ra liền. Thì mình xây trở máy mình làm chút rồi chú cũng ra tới. Thường thường sáng thì mình lên là mình thăm nhấc máy rồi nước máy cái. Rồi mình mới nổ máy mình làm. Nước máy từ khi mà mình chế cái cánh quạt á, mình chạy mấy ngày nay cũng lâu rồi. Hiện tại giờ cái mực nước của nó còn rất là cao. Muốn bằng mí luôn á, nó không bị hao nước luôn. Một phần thì mình gắn cái bình nước phụ á, nó cũng đỡ lắm. Khi mà áp sức nó lên á, cái nước nó trả về bình nước phụ bên đây. Thì nó cứ trả qua trả lại vậy đó, nó không có hao nước. Trục bô mình cũng còn rất là khô, cũng không có ra nhớt. Trục bô mà nó ra nhớt mình dễ biết lắm, nó sẽ bị rình nhớt ở chỗ mấy đường này. Giờ nó chảy ra đường này luôn nè, nó qua mình tới bên đây luôn, qua ướt bên đây luôn. Khi nó qua nhớt thì nó sẽ qua bên cái bô này luôn nè. Lúc đó mình chạy máy mình sẽ ra khói rất là nhiều. Đây là cái con cua con nè, cua con của cái đập của chú, mình thả lại. Tại nó nhỏ quá, phải bự bự, mình cũng xin chú con để con mình nó ăn. Làm đất lan này thì chủ đất người ta thoải mái với mình lắm. Thì mình bắt chừng 2-3 con ăn bình thường à, chứ mình đừng có bắt mình đem bán là được rồi. Cái miếng đất này thì sáng chú có lên thì mình hỏi chú đất này nhiêu công chú. Chú nói đất này là ba mấy công á. Là như ở Long An mình kêu là tầm cỡ 3 mẫu mấy á. Thì chú xin với giáp vòng hết luôn giống như vậy nè. Lan này thì cũng có cái cách thì mình làm cho nó lẹ. Thì sẵn đây thì mình cũng chia sẻ chút về cái nghề của mình vậy đó. Thì các bạn tài xế mà vào nghề lâu các bạn đừng có cười mình. Mình muốn làm mình chia sẻ đến tất cả các bạn đam mê nghề xe cuốc thôi. Như mình sơn thì mình chất lại khoảng 4 năm gạo như vậy nè. Chất mình canh cho nó vừa đủ bờ đó. Thì xong rồi mình hả lấy gạo mình gạt qua một cái làm vậy nó rất là lẹ. Thời gian chạy lẹ lắm. Chứ mình đừng có múc lên 2-3 cạp rồi mình gạt cái làm vậy nó lâu. Nó hao thời gian.
Thì đây là mình làm ăn giờ. Nhưng mà mình thấy rồi, mình làm ăn giờ hay ăn công gì cũng vậy đó. Mình làm thì nếu mình làm ăn công thì cái chiều mình làm cái tốc độ càng lẹ thì mình càng có cái nguồn thu nhiều. Thì mình làm vậy thì nó sẽ cái tốc độ nó rất là lẹ. Chủ đất người ta đỡ hao giờ. Như bản thân mình làm không phải là có chủ đất hay là ở đây thì mình làm thì múc đầy gạo hết á. Dù không có chủ đất mình vẫn làm như vậy á, mà có chủ đất mình cũng làm như vậy. Nhiều khi mình làm mình giống như mình là cái lương tâm nghề nghiệp của mình á, mình phải làm như vậy á. Thà không có đất làm thì mình đậu mình nghỉ à, chứ mình làm như mình không có câu giờ ai hết trơn á. Đôi lúc mình nói tới đây mấy bạn mà làm xe cho mình á, mấy bạn cũng không thích cho mình thì cho mấy. Thôi thì mình nói ra vậy đó, thì ai bạn nào thích thì thích, còn bạn nào không thích thì mấy bạn đó cũng thông cảm cho mình. Cái khu mình đang vô làm nè thì cách đây khoảng cỡ trên 3 năm rồi không có xe vô đây. Cái chỗ mà mình mổ cái đường đan vô á, nên trong đây là cái đường mà thí dụ như chủ đất mà người ta có điều kiện người ta làm á, nhưng mà người ta vô làm vẫn không được, tại vì mình không có cái đường vô. Thí dụ như ở ngoài kia người ta không làm thì trong đây người ta làm không được. Nên những người ở trong đây nè, nhiều lúc đôi lúc cái mình nói chuyện tế nhị chút thì kinh tế người ta đôi lúc không có, nhưng mà người ta cũng ráng kiếm để có cái điều kiện để người ta làm. Thì sẵn cái mùa vụ vậy nè, chứ khi mình có tiền rồi mình chưa chắc mình làm được, tại vì mình không có cái đường vô. Mấy bữa nay không biết bão hay sao mà ngày nào cũng có mưa hết trơn, cứ trưa là mưa. Làm cái đất lan này thì nó lẻ lắm, nhưng mà nó lâu thì lâu cái thời gian là mình mổ qua mấy cái đập ở phía trong nè. Giống như chú có nguyên một cái khuôn khoảng tầm khoảng 30 mấy công vậy đó, mà bên trong ruột của 30 mấy công đó thì nó phân ra làm 2-3 khuôn vậy đó. Ví dụ như khuôn 10 công 10 công vậy đó, mỗi một cái khuôn là có cái bờ ngang hết vậy á. Thì thời gian mình mổ qua mình kéo qua vậy đó, nó mất cái thời gian. Còn khi mà vô việc làm rồi mình làm cũng khá là lẹ. Như ở ngoài kia là cái bờ bao ở ngoài đó, còn phía trong này là hiện tại là cái khuôn mình cũng mới mổ vô nè. Vô quá thì nên đất giờ nó cũng cạn hết rồi, cây cỏ đồ cũng mọc rất là cao. Dòng ca tô của mình á thì nó hao dầu hơn cái mấy cái con Sumi 265 á, với lại 260 rồi á.
Nhưng mà chắc nó uống dầu chắc là cũng ngang ngang với lại mấy cái con A3 đồ á. Mấy con A3 thì nó hao dầu hơn. Nhưng mà nó đỡ hao dầu hơn mấy cái chiếc cát á, chiếc ca tẹt á. Ca tẹt 312 là 311, 313 á. Mấy chiếc đó nó hao dầu hơn mấy con xe của mình. Tại vì trước khi mình mua con xe này á thì anh của mình á có cái con 311B. Con đó một tiếng đồng hồ uống dầu nằm dạng cỡ 7 lít á. Còn xe mình thì uống dầu 1 tiếng đồng hồ tầm dạng chừng 6 lít 2, 6 lít 3 chứ chưa qua 7 lít. Thì mình đi cái lượng ga này thì chưa được nửa ga đâu. Ví dụ như 10 phần thì mình đi nằm dạng chừng 4 phần à. Mình đi lẹ quá, ga lớn quá, cái lẹ quá mình làm không kịp. Cỡ này thì mình làm cảm thấy là vừa mình vừa người ta rồi. Thì đôi lúc thì mình nói mấy chuyện mà dầu mỡ đó thì nó cũng hơi tế nhị một chút, nhưng mà thì các bạn xem có thông cảm đi. Thì mình nói để mình phân tích ra vậy đó, cho những bạn mà đam mê nghề xe cuốc á, các bạn hiểu nhiều hơn. Thôi thì do cái dung lượng của cái điện thoại của mình hiện tại giờ ngắn quá thì nên mình cũng xin tạm dừng cái clip này ở đây. Mình xin hẹn gặp tất cả các bạn vào ngày mai. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn.